Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 22 tháng 4, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi của Đà Nẵng đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Việc tiêm chủng được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu và trong đợt 1 ưu tiên cho học sinh lớp 6 các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Theo ghi nhận qua những ngày tiêm chủng đầu tiên, phụ huynh đã yên tâm hơn, đồng tình với việc tiêm chủng. Khác với những đợt tiêm trước, đối tượng tiêm chủng lần này được lưu ý đặc biệt nên việc tư vấn kiểm tra sức khỏe, theo dõi sau tiêm được làm kỹ lưỡng. Trước khi tiêm, phụ huynh hoặc người giám hộ phải ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng theo biểu mẫu. Qua nắm thông tin từ các phương tiện truyền thông, nhà trường, nhiều phụ huynh đồng tình với việc tiêm vaccine cho trẻ. Mình cũng coi trên báo đài vậy đó. Rồi mình cũng muốn cho cháu đi tiêm để cháu ngừa COVID. Trẻ thì nếu như mà được đi tiêm thì nó sẽ đỡ khi mà bị mắc bệnh hơn. Ở đợt 1 tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi, trẻ được tiêm là các em chưa bị nhiễm COVID-19. Với số lượng tiêm trong thời gian đầu tương đối ít, các cơ sở tiêm chủng chú trọng việc theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm. Cách tổ chức bài bản, khoa học tại các điểm tiêm phần nào giúp phụ huynh yên tâm hơn với công tác tiêm chủng. Mình cũng sợ là sự biến chứng của COVID mình không biết được á, cho nên là thôi tốt nhất là mình quyết định cho cháu đi tiêm cho an toàn. Từ tới đây thấy sở y tế họ cũng hỏi cặn kẽ cho nên là mình thấy mình cũng yên tâm. Để giúp học sinh và phụ huynh yên tâm, các trường đã tổ chức khảo sát, tư vấn về lợi ích của tiêm vaccine. Sau khi chúng tôi được tập huấn, được sở y tế, sở giáo dục mà tập huấn công tác tuyên truyền, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến phụ huynh tất cả những nội dung của các cấp mà chỉ đạo. Phụ huynh cũng đã rất là yên tâm và cơ bản là phụ huynh nắm được cái nội dung quan trọng, đó là cần thiết phải tiêm bởi vì là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ngành y tế cũng lưu ý phụ huynh chủ động theo dõi tình hình sức khỏe học sinh sau khi về nhà, thông báo ngành y tế xử trí kịp thời các trường hợp có biểu hiện phản vệ sau tiêm vaccine. Trong thời gian đầu triển khai kế hoạch tiêm cho trẻ, Đà Nẵng tổ chức tiêm tại một số điểm tiêm tại khu vực trung tâm thành phố, nơi tiếp cận nhanh với cơ sở y tế. Trên cơ sở đó, xem xét, rút kinh nghiệm và nhân rộng sang các quận huyện khác trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quá trình tiêm chủng cho trẻ em.